Cheers, Thảo nghĩ là mình cần phải có một cái ly cà phê như thế này để mà chuẩn bị tinh thần bắt đầu cái công cuộc là chuyển đổi từ cái tủ quần áo mùa hè sang mùa thu. Thật sự đây là một cái lời hứa, Thảo hứa cách đây chắc khoảng 3-4 tuần gì rồi, Thảo nghĩ là ok. Ngay sau khi mà mình ăn trung thu xong là mình phải lập tức dọn dẹp lại cái tủ quần áo của mình nha. Nhưng mà mãi đến tận hôm nay, đến những ngày đầu tháng 10 rồi nhưng mà Hà vẫn cứ cảm thấy mình lười thật sự luôn á. Nói không biết bao nhiêu lần ok, hôm nay mình sẽ dọn và cuối cùng thì đâu có dọn đâu. Không có một cái gì tốt hơn bằng cái việc là mình sẽ bắt đầu ngày hôm nay luôn. Đi, đi thôi. À, xíu quên, sẵn như dịp này thì Hà xin chia sẻ 5 tip của bản thân Hà làm sao để tinh gọn tủ quần áo cũng như là mình làm sao để dễ lấy quần áo hơn á. Và để nói là chào tạm biệt mùa hè thì dĩ nhiên mình cũng sẽ chào tạm biệt luôn những cái món đồ trong tủ này. Bởi vì trong suốt mùa hè vừa rồi thì Hà chỉ toàn là mặc những cái bộ kiểu quần sọt nè, hoặc là áo ba lỗ, áo thay dây. Nó khá là thoải mái và mát mẻ. Nhưng mà khi mùa thu tới thì mình không thể lấy những cái món đồ mùa hè ra mặc kiểu hơi sặc sỡ một chút xíu, đúng không? Dù sao thì Sài Gòn chiều nào cũng đổ mưa và dường như là cái không khí nó bắt đầu lạnh lạnh rồi, cho nên mình không thể nào mà sử dụng những cái món đồ ở trong này được. Cho nên công việc đầu tiên khi mùa thu bước tới đó là Hà sẽ dọn lại cái tủ này của mình. Và để cái tủ đồ không lộn xộn thì cái bí quyết đầu tiên của Hà đó là đó, Hà sẽ luôn luôn có những chiếc vali hoặc là một cái thùng căng tông hoặc là một cái hộp vuông to to để mà có thể đựng đồ theo mùa. Có nghĩa là trong vali này thì đựng cái đồ mùa thu, những cái đồ mà kiểu hơi lạnh một chút xíu, còn trong cái tủ này sẽ là mùa hè. Và mỗi khi mà Hà muốn dọn dẹp nó thì Hà sẽ tháo hết đồ mùa hè bỏ vào cái vali này và đồng thời lấy từ cái đồ trong vali này treo lên lại. Tiếp thứ hai của Hà đó là Hà sẽ phân lại những cái đồ nào mùa hè và mình sẽ không tiếp tục được sử dụng trong mùa thu nữa thì mình sẽ để qua một bên, và những đồ nào mà kiểu cơ bản basic và chúng ta thường hay mặc trong những cái sự kiện hoặc là nhiều cái trường hợp khác nhau thì mình sẽ để lại. Bây giờ tụi mình sẽ cùng dọn gọn lại nha. Đen đen đen. Và đây là cái ngăn Hà đựng toàn bộ những cái áo của mình. Không biết bắt đầu từ đâu luôn. Ok, bắt đầu từ đây trước. Cho hai dây này cũng không mặc được luôn. Cái này thì kiểu đi biển không mặc. Cái này thì rất là basic, Hà có thể kết hợp được ở trong nên mình sẽ để lại. Áo này thì lỗ, Hà nghĩ không hợp. Đây là crop top hai dây cũng không hợp luôn. Sao còn đây là một chiếc chân suốt còn mặc luôn. Hà chưa mặc lần nào và có lẽ là nó cũng hơi sexy, không hợp với mùa thu, bỏ qua. Chiếc áo này quá là màu me, bỏ qua. Cái này thì kiểu hai dây và cái vải của nó cũng thoáng, bỏ qua. Cái này là áo trắng lining. Và Hà nghĩ là cái này có thể mặc được, tại mình sẽ đóng thùng vô rồi mình sẽ mặc một cái áo khác ở ngoài. Bỏ qua, bỏ qua. Cắt nhá. Cái áo phông basic này Hà sẽ để lại. Đây cũng là một chiếc áo phông basic, Hà cũng để lại luôn. Đây là áo phông màu đen rất basic, mình để lại. Và thật sự là áo phông mặc được cho tất cả các mùa, cho nên là Hà sẽ quyết định giữ lại áo phông, Hà sẽ không cất đi một cái nào cả. Đây là hai chiếc áo, Hà cũng này rất là phông vân, nó cùng một kiểu luôn. Và nó có màu trắng và màu cam. Hà sẽ quyết định cất lại màu cam cho mùa hè năm sau và mình sẽ mặc để làm màu trắng đi ha. Tiếp tục mình sẽ đi lên cái tầng trên. Ở đây cũng là một cái ngăn áo nữa. Và cái này là kiểu áo bạn vai thì chắc cũng sẽ cất thôi. Rồi. Đây là một chiếc áo lụa. Cái chiếc áo lụa này có thể mặc được trong những cái party á, hoặc là để lại. Áo trắng này thì kiểu basic và mình sẽ để lại thôi. Còn sơ mi, đây là ba chiếc sơ mi hay là gọi là lining á. Vải rất là mát và kiểu tông sỏ nên là sẽ phù hợp với tất cả các mùa nên là để lại. Chiếc này là dạng cổ điển vải khá là mát nhưng mà chắc thích hợp cho mùa hè nên là sẽ cất luôn. Chiếc này thì dài tay cũng ok. Hà đang phân vân hai chiếc áo này, kiểu nó cũng giống giống nhau mà cái màu be nó cũng rất thích hợp cho mùa thu. Mà kiểu crop top mà cũng rất là dễ thương. Quyết định giữ lại. Bên ngăn này là ngăn đầm. Đó, ngăn đầm. Mở tủ ra là còn mắc nữa là chiếc đầm này đây. Đây là chiếc đầm khá là sạch sẽ, hồi trước Hà mua check in ở Thái Lan. Và lúc mà Hà đi lên cái sự quách Iron thì Hà mua cái này để sống ảo thôi. Và cuối cùng thì dĩ nhiên là ra đi rồi. Tiếp theo là một chiếc đầm màu xanh. Chiếc đầm này là đầm lining, khá là dễ thương, Hà sẽ để lại. Hà nghĩ là Hà sẽ để lại những
cái chiếc đầm mà kiểu đơn sắc và cái vải nó không quá là mỏng thì có thể mặc được. Và kiểu mình mặc vào mình sẽ khoác thêm một chiếc áo nếu mà trời nó quá là lạnh. Bây giờ thì nghĩ là những chiếc đầm kiểu hoa vàng như thế này thì mình sẽ dẹp, nó chỉ thích hợp cho mùa hè thôi. Trời ơi chiếc này còn mát. Mày ơi, Hạ mua mà bữa chỉ mặc thử lên cho các bạn xem ấy, vẫn chưa có mặc bao giờ. Thôi, hẹn hè năm sau nha. Một chiếc váy denim. Ok, Hà sẽ giữ lại cái này. Ok, cái ngăn này xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ qua cái ngăn này. Thì cái ngăn này toàn bộ đó là những cái chân váy hoặc là quần jean short thì Hà bỏ đây hết. Cái quần này là một cái quần short trắng. Hà nghĩ là Hà sẽ để lại bởi vì nó không bay thích mà. Tiếp tục. Đây là một cái quần short jean. Và cái quần short jean này thì nó kiểu khá là ngắn và nó có tua đua như thế này thì mình giữ lại, mình cũng không mặc được nhiều nên Hà quyết định cất luôn. Pyjama kiểu đồ bộ mặc ở nhà ấy và Hạ sẽ không có làm gì nó. Cái bộ pyjama này là cái bộ quần dài áo dài tay cho nên là Hạ nghĩ là mặc trong mùa thu thì rất là ok nên Hạ giữ lại. Đó, đây là đồ mặc nhà thì Hạ nghĩ là rất là cần thiết nên là mình sẽ không cất đi cái nào cả. Đây chính là cái đống đồ Hà mới vừa phân loại xong á. Bây giờ Hà sẽ dẹp cái đống đồ này vào vali và mình sẽ banh cái đồ mùa thu ra và treo lên lại nhé. Trời thì đang mưa và Hà sẽ cố gắng nói to một chút xíu bởi vì nhà Hà thì không có cách âm được ở ngoài trời cho nên là khá ồn. Ok, trong cái vali này thì Hà sẽ được toàn bộ những cái bộ đồ kiểu như là nó hơi dày, hơi ấm và mặc cho mùa se se lạnh hoặc là mùa lạnh luôn. Cho nên Hà sẽ kiểu giới thiệu sơ qua cho các bạn một số item trong này nhé. Chỉ một vài thôi bởi vì Hà cũng không biết sẽ edit cái tập này như thế nào và Hà cũng không biết là nó có dài hay không. Mong mọi người không ngán khi xem cái tập này nhé. Đầu tiên thì Hà có một cái chiếc đầm này. Đây là chiếc đầm hai lớp và cái tay nó rất là rộng. Cái tà nó cũng dài như thế này nữa. Đây là chiếc đầm mà bạn Hà tặng Hà hôm sinh nhật vừa rồi, còn mát luôn nè. Và bạn Hà tặng hôm sinh nhật đúng tháng 6 và lúc đó thì thời tiết khá là nắng nóng cho nên là Hà không thể mặc một chiếc đầm mà kiểu dài tay và maxi như thế này nên Hà cất lại. Chắc là rất phù hợp cho mùa thu. Và cái kiểu đầm này thì cũng kiểu hơi tiểu thư, hơi cổ điển một chút xíu. Hà có những chiếc đầm này cũng kiểu vải dày, tay cũng dài nè. Rồi đây là những cái chân váy vải nhung, chân váy maxi. Và Hà rất là thích mặc những cái chân váy rất là thoải mái, mình kết hợp ở trên là áo phông hay là những cái áo hai dây đó. Hà có rất là nhiều những chiếc đầm như thế này. Tổng cộng Hà có 3 chiếc đầm nhung. Và đầm này thì vải nó khá là dày cho nên mình không thể nào mặc trong mùa hè được. Và đây là một chiếc chân suit Hà rất là thích. Hà vẫn chưa có dịp mặc nó đâu, còn mặc mới luôn nè. Ok, mùa thu năm nay Hà sẽ mặc nó. Chiếc khuất lót dài, cái này thì nó ngắn hơn, nó lỏng hơn. Ok, và trong không khí lạnh như thế này thì Hà rất là thích mặc những chiếc blazer hay là những chiếc cardigan. Đây, có một chiếc cardigan mỏng như thế này, dài, kiểu trời không lạnh quá thì mình có thể khoác cùng với những chiếc đầm hay là những chiếc áo hai dây hoặc là gì ở trong, nhìn rất là xinh. Đây là chiếc áo len này thì nó hơi dài một chút. Mình nghĩ là chắc đến khoảng tầm gần Tết đó thì mình có thể mặc được rồi, không thì mình có thể đi Đà Lạt. Chiếc áo màu be rất là xinh, Hà rất là thích màu be, màu trắng với màu đen luôn. Bởi vì ba màu này mặc lên trong mình nó kiểu cổ điển mà
kiểu sao ta hả, không thể nào kiểu nhìn nó rất là xa ấy hả, không hiểu tại sao lại thích ba màu này vô cùng luôn. Chiếc blazer thật sự là rất là thích blazer, nên blazer nhiều lắm. Ở đây thêm một chiếc blazer dáng crop top nữa, và chiếc áo chống mưa như thế này. Nó mình mặc vào thì nó vừa là áo gió, áo khoác mà nó không bị ướt ở bên trong. Ok, mùa này mình sẽ sử dụng. Là một đôi bốt cổ cao. Đây là cái giày Converse giày thể thao cổ cao. Có nghĩa là những cái quần áo nào mà nhăn thì Hạ sẽ treo lên, để mà mỗi khi mà mình giặt mình vũ rồi á thì mình máng lên luôn, hoặc là mình ủi xong mình máng lên. Còn những cái đồ nào mà kiểu ít nhăn hoặc là không cần phải ủi, như là áo phông nè, áo thun nè, những chất liệu như là polyester hoặc là nó có cái bản chất nhăn sẵn như là kiểu lining, thì Hạ sẽ gấp lại để cho nó gọn gàng hơn. Và phân theo ngăn là như nào, là ngăn bên này Hạ sẽ đựng toàn là áo thôi, áo sơ mi, áo phông các kiểu Hạ sẽ đựng bên này. Còn ở ngăn bên này thì Hạ chỉ đựng váy thôi. Và ở trên thì đựng quần short cũng như là mấy cái quần dài, quần tây này nọ. Và một ngăn thì Hạ chỉ toàn là đựng đồ mặc ở nhà theo đồ bộ. Và chiếc thứ tư của Hạ, Hạ sẽ cho những quần áo nghịch mùa kiểu như là những cái đồ mùa hè các bạn mới thấy á vào một chiếc vali. Và Hạ sẽ có thời gian chờ đợi là 30 ngày. Sau 30 ngày đó, những cái món đồ nào Hạ thực sự cần thì Hạ sẽ để lại. Và những cái món đồ nào đó Hạ không cần thì Hạ sẽ có 3 cách sau. Đầu tiên là Hạ sẽ cho đi từ thiện những cái món đồ mà kiểu các bạn, các anh, các chị có thể sử dụng. Còn những cái món đồ mà kiểu hơi hở hang, hai dây hoặc là khó mặc một chút thì Hạ sẽ nhượng quyền thương hiệu cho nhiều bạn khác, hoặc có thể tặng, hoặc là cho những người bạn cùng trang lứa với Hạ. Hoặc là bộ đồ nào mà có thương hiệu một chút thì Hạ sẽ bán lại để kiếm tiền mua đồ cho những món sau, đúng không? Đó là một cách tiết kiệm tiền cũng có ý nghĩa mà. Ok, bây giờ thì Hạ sẽ cho những cái món đồ nào Hạ chắc chắn còn sử dụng được vào mùa hè năm sau thì Hạ sẽ cho vào thùng cạc tông và Hạ sẽ dán lại. Còn những cái món đồ nào mà kiểu Hạ đang phân vân, được muốn cho, được muốn sử dụng á thì Hạ sẽ bỏ vào vali và sau 30 ngày mình sẽ có kết quả. Và tiếp theo năm của Hạ, và cũng là tiếp cuối cùng luôn, sau khi mọi thứ đã tinh giản và gọn gàng rồi thì Hạ sẽ bỏ những cái túi thơm này vào cái tủ quần áo của mình để cho có một cái mùi hương nó dịu dịu hơn. Thực chất thì khi mà Hạ giặt đồ, Hạ cũng đã ngâm qua nước xả vải rồi, nhưng mà các bạn biết là những cái món đồ mà mình để trong tủ lâu ngày mà mình không sử dụng á thì nó vẫn để lại một cái mùi, sao ta, cái mùi nó cũng hơi ẩm một chút xíu. Và Hạ thì Hạ rất là thích mùi hương, cho nên là chắc chắn là không thể nào mà thiếu tinh dầu với lại những cái túi thơm như thế này rồi. Và đây là lần đầu tiên Hạ sử dụng hai cái túi thơm của thương hiệu này, nên là Hạ cũng không biết là nó có tốt hay không. Để sau một thời gian Hạ sử dụng, Hạ sẽ review với các bạn sau nha. Ok, Hạ có đây là cái mùi lily và lotus lily, hoa lily với lại hoa sen. Còn đây là cái hoa gì ta, hoa gì vậy, hoa lài. Hai cái mùi khác nhau, Hạ cũng muốn trải nghiệm thêm nhiều mùi á, cho nên Hạ mua khác nhau chứ không giống nhau. Ok, Hạ sẽ mở ra thử. Cái này hơi gắt. Cái hoa lài, nếu mà trong hai mùi này Hạ thích hoa lài hơn, bởi vì cái mùi nó không quá nồng và không quá gắt. Nó rất là nhẹ, nó thoang thoảng á. Dọn dẹp đồ thì Hạ nghĩ là ok, cuối video này Hạ sẽ mặc thử một số outfit trong mùa thu để các bạn cùng xem cho vui. Nhưng mà thực tình thì Hạ không biết là edit cái video này như thế nào, bởi vì Hạ cũng rất là ngại khi mà các bạn xem một cái video nào kiểu nó quá là dài dòng, lan man. Cho nên là thôi thì Hạ xin phép được hẹn các bạn vào video tối thứ ba, Hạ sẽ tranh thủ thử một vài cái outfit mà Hạ có. Và thì các bạn ơi, các bạn nhớ đón xem video gợi ý những cái outfit mùa thu vào tối thứ ba tuần sau. Bây giờ thì chắc là cũng dài lắm rồi, Hạ xin nói lời tạm biệt các bạn tại đây. Chúc các bạn có một mùa thu thật là tự nhiên quên từ trời, thật là ấm áp. Bây giờ thì Hạ mới nhớ ra là mình nói gì rồi. Các bạn ơi, các bạn nhớ like,
ơi và subscribe video này cũng như là những cái chuông bell để cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau vào tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần trên kênh của mình nhé. Ok, vậy thôi. Bye bye.